Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh kỹ thuật ghép cây của mình. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cây lá nôm hay còn gọi là cái cây lá giang ấy. Bình thường các bạn khi mà nấu canh chua, canh cá hoặc là nấu thịt gà, thịt bò thì cái lá giang này thì nó có cái vị thanh chua nấu vào rất là ngon. Các bạn có thể nấu canh cá này, nấu canh thịt gà này. Xào với thịt bò hoặc là những cái món nấu chung, nói chung là nó có thể là nấu món khô và món nước rất là ngon. Và hiện nay cái cây lá giang này thì có rất là nhiều nơi có nhưng mà cũng nhiều chỗ là không có đâu đấy. Và cái loài lá giang của miền Bắc này thì nó khác hoàn toàn với cái lá giang của miền Nam đấy, cho nên là nếu mà các bạn nào có nhu cầu mua cái cây lá giang này thì có thể liên hệ với mình nhé. Thì hiện tại ở chỗ mình thì mình có nhân giống cái cây lá giang này, và các bạn thấy đây là những cái cây giống mình đã nhân giống và đã được vài tháng rồi. Bạn thấy những cái cây giống này bây giờ nó đã lên, nó phát triển đẹp như thế này các bạn nhé. Đây, nó phát triển rất là đẹp thế này rồi. Và khi các bạn mua về thì các bạn trồng ngay và nó cũng gần như là nó sẽ cho các bạn có thể là dùng được ngay. Các bạn thấy đây là những cái cây lá này. Đây, và các bạn thấy những cây ở đây thì nó đã lên thế này. Và đây là nó trồng trong chậu các bạn nhé. Còn nếu khi các bạn trồng ra ngoài thì nó lớn rất là nhanh. Đấy. Thì hiện nay thì ở nhà mình cái cây lá giang này thì cũng rất là nhiều. Cho nên là các bạn nếu mà muốn mua cái này thì các bạn có thể là liên hệ với mình. Đấy. Thì mình sẽ cung cấp cho các bạn cái cây lá giang này. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái cây lá giang của nhà mình nhé. Đấy. Thì thực ra trong những cái bữa ăn mà nấu hàng ngày thì gần như là còn mình không thể thiếu được cái cây lá giang này. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái cây lá giang của nhà mình. Khi mà các bạn biết là cái cây lá giang này thì các bạn đi dọc các cái tuyến đường ấy, nhất là ở cái đường quốc lộ 1 mở rộng bây giờ ấy, thì xung quanh có các nhà hàng người ta hay đề cái biển là cơm gà lá giang ấy. Đấy, chính là cái lá này các bạn nhé. Đây này, các bạn thấy này, những cái cây này thì nó lên tự nhiên rất khỏe các bạn ạ. Các bạn thấy những cái cây này khi mà nó leo, nó bò ở đây thì nó tự nhiên, và khi trồng cái này thì gần như khi mà nó đã sống rồi thì các bạn không cần phải tưới nước, nó vẫn sống bình thường tại bản chất của nó là cái cây tự nhiên. Đấy, các bạn thấy đây. Và khi bạn ăn cái lá này thì nó có gọi là vị chua chua thanh các bạn nhé, rất là ngon đấy. Nên bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé, mình sẽ cung cấp cái cây lá giang này cho các bạn. Đấy, ở một số vùng như thì người ta còn có tên gọi khác là lá nôm ấy. Đấy, như vùng Thanh Hóa trở ra thì người ta hay gọi lá nôm, còn ở mình thì người ta hay gọi là lá giang các bạn nhé. Đây, và một số vùng khác thì còn có một vài tên gọi khác nữa, nhưng mà cái mình cố gắng mình sử dụng cái tên mà phổ thông nhất là đây. Đây là những cái lá của nó. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên clip này nhé. Đây, đây những cái cây này các bạn thấy nó những cái cây của nó rất là mạnh thế này thôi. Nhưng mà khi mà các bạn ngắt lá xong thì một thời gian sau nó cái những cái đoạn này nó lại ra thêm cái chồi mới. Rồi, lá của nó mọc gần như là liên tục các bạn ạ. Đấy, nó rất là khỏe. Nếu các bạn có nhu cầu mua cái lá giang này thì có thể là liên hệ với mình sẽ gửi trực tiếp bằng đường bưu điện cho các bạn, không phải vận chuyển bằng ô tô nhé. Cây này hoàn toàn có thể đóng gói và gửi bằng cái đường chuyển phát bằng đường bưu điện của chúng ta, cho nên các bạn có thể nếu mà cần sử dụng ngay thì có thể là liên hệ ngay với mình theo số điện thoại ở trên clip, hoặc là mình sẽ đọc cho các bạn luôn. Cái số điện thoại của mình là 0377841339, và mình thì ở Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Và các bạn khi các bạn đặt thì mình sẽ gửi hàng cho các bạn ngay, thì trong khoảng thời gian 2 đến 3 hôm thì các bạn có thể nhận được thôi. Còn ở trong miền Nam thì sẽ mất từ khoảng 4 đến 5 hôm đấy, còn ở miền Bắc này thì khoảng 2 đến 3 hôm thì mình có thể là các bạn nhận hàng được rồi. Đây thì hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn về cái cây lá giang này, cũng như là nếu mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem clip của mình. Hẹn gặp mọi người ở những cái clip lần sau nhé.